Xin chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Thì hôm nay là giữa tháng 6, cụ thể là 18 tháng 6 âm lịch 2024. Thì hôm nay do bận rộn rất nhiều công việc nhà nên em bỏ bê cái vườn cũng khoảng hơn cả tháng, gần 1 tháng rưỡi không có vô phân cho cây mai, rồi không có phun thuốc, xịt thuốc. Thì bên em bắt đầu chăm sóc lại cái vườn. Thì ở đây em cũng chia sẻ cho cô chú anh chị mình cách làm của vườn em. Nói về cái thuật bón phân á, thì em cũng thật ra em coi các kênh YouTube của các nhà vườn khác rất là nhiều, nhưng mà mình coi cũng để mình học hỏi, tại mỗi vườn có một cách làm khác nhau. Tại vì đơn giản là cái cây mai mà họ trồng á, nó cũng khác nhau nữa. Thì như cái cây mà cây nguyên thủy khác với cây mai ghép, rồi cây trồng đất nó khác với cây trồng chậu, rồi cây trồng chậu mà chậu rộng với lại ép chậu nó lại khác nhau nữa cả nhà. Hoặc là cây là gốc tứ quý ghép ghép nữa, nó ghép mai vàng vào nữa, nên mỗi cái nhà vườn đều có một cái kỹ thuật riêng. Nó cái kỹ thuật đó nó phù hợp với lại cái loại cây. Thì cây của em là cây chủ yếu là cây bonsai chậu nhỏ, nên thường là em năm nay em sử dụng cái kỹ thuật là gọi là tưới phân bón lá. Thì là cái sản phẩm em tưới là phân bón lá này nó dễ tan, với là các loại phân này nó rất là dễ tìm trên thị trường. Thì đây là bộ ba sản phẩm đầu trâu, năm năm lẻ một, đầu trâu 501, đầu trâu 701 là nắp màu hồng, với là đầu trâu 901. Thì ở bây giờ ở giai đoạn này là giữa coi như là giữa tháng 6 âm lịch, thì em tưới cho hết tháng 6 âm lịch này cái loại 501 này. Thì 501 nó có lựa đạm cao, nó có 30, 15, 10, thì chủ yếu nó làm cho xanh lá ra tược nhiều, ra rễ nhiều, nó tăng cái sinh khối cho cây. Rồi sau khi qua tháng 7 á, thì mình sẽ ngưng lại bằng cách là sử dụng cái rau mo 20, 20, 20 đó. Thì nó không có dương lóng ra nhiều nữa, cây nó sẽ nù, mập thân, mập cành lại. Rồi bắt đầu cái này mình sử dụng tháng 7, còn qua tháng 8, tháng 9 thì mình sử dụng cái đầu trâu 751 nè, mình tăng cái lượng lân lên là 10, 30, 20 nè, lân với kali tăng lên. Tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 thì mình sử dụng cái 901 cho nó ra bông trổ đẹp nha, ra bông chùm. Cái vấn đề bây giờ là tháng 6 âm lịch này, cô chú anh chị mình nếu đối với cây mai mà nó đi đúng cái tiến độ của nó, những cây mai chết, cây mai mà chơi Tết một cách bình thường á, còn ở đây mình không dùng cái sản phẩm này cho cây mai phôi mới trồng nha, hoặc là cây mai đang suy, đang yếu. Thì cây mai phôi mới trồng, cây suy, cây yếu thì mình sẽ làm trong một clip khác nha. Đây là những cây mai bình thường ở giai đoạn này, thì theo là mình sẽ dùng cái đầu trâu 501 này. Đây là phân bón lá, nhưng mà mình tưới vào gốc rất là tốt nha. Em cảm nhận nó hình như là nó, cái này là cảm nhận thôi nha, chứ không phải là nhà khoa học để chứng minh gì, mà nó thấm nhanh hơn so với cái phân phân viên nha. Cái phân viên mình ngâm vào nước vậy cho nó tan lên mình tưới, nhưng mà cái phân này nó dễ tan vào nước nè, nhưng mà khi mình tưới vào rễ mình thấy cây nó hút nhanh hơn. Do có lẽ là do nó mịn á, nó hòa tan nhanh, cái hạt hạt nó mịn, nó nhỏ, ion nó nhỏ, nó dễ điện ly ra, nên cái cây nó hút nhanh hơn. Ở cái thời điểm này là cô chú anh chị mình cũng phân vân là mình nên kích nụ hay chưa. Thì nếu mình kích nụ sớm á, thì lỡ nó lên nụ sớm quá thì tới cuối năm mình sẽ rất cực cái công tác, rất cực cái vấn đề là mình phải kìm cho nụ nó, tránh nó bị trổ sớm đó. Nếu mình kích nụ sớm thì nó lên nụ sớm là có thể là bị trổ sớm. Thì nó tại vì mỗi năm nó cũng phải ứng với cái thời tiết nữa, thời tiết mỗi năm nó mỗi khác nhau. Mình nếu mình cái năm nào mà nắng nhiều, nắng quá nhiều á, như năm ngoái á, nắng gay gắt, nắng quá nhiều mà mình lại kích nụ sớm nữa thì cây nó sẽ bị trổ sớm. Nên ở thời điểm này là theo em, cái thời tiết năm nay thì em hết tháng 6 này vẫn cần tưới cái 501.
Còn qua tháng 7 thì mình sẽ bắt đầu mình ngưng phát triển đọt bằng cách là đổi qua cái 20 điều nha. Rồi, thì cây mai tưới mình nên phối hợp với cái hữu cơ nữa nha cả nhà. Phối hợp với hữu cơ nữa thì ở đây mình sẽ phối với hữu cơ humic 322. Cái này là humic ở dạng lỏng nha, nó dễ tan. Cái humic bột thì nó hơi bị sánh, hơi bị kẹo khi mình pha vào nước nó bị sánh, nó sệt sệt, nó tan không có đều trong nước. Dùng cái humic này. Với lại cô chú anh chị mình có một cái là phân như thế này mình bón vào gốc á, bón một cái lượng rất ít thôi nha, đừng có bón nhiều quá. Cái phân hữu cơ mà có đăng cái Trichoderma nè, cái phân hữu cơ mà nó Trichoderma nè, HCMK7 nè, cái loại phân này giúp nó sẽ giúp cho cái cây nó cái Trichoderma này nè, nó giúp cho cái nó có cái vi sinh nó phân hủy ra cái chất dinh dưỡng cho rễ cây nó hút lên, nó hỗ trợ cho cái rễ rất là nhiều nhờ cái nấm Trichoderma này nè. Đó. Thì kênh của em không có bán phân thuốc nha cả nhà, em đây là kinh nghiệm sử dụng thôi. Cô chú anh chị mình có thể cái này mua một gói gì thì cô chú anh chị mình có thể mua phân bò về, cái mua cái gói Trichoderma về mình ủ cho nó quay ra rồi mình bón. Nhưng mà đây năm nay là mưa nhiều quá, năm nay là dự báo là mưa nhiều và kéo dài á, thì mình không làm dụng bón phân hữu cơ quá nhiều nha, mình chỉ bón một lượng ít thôi, một lượng vừa phải thôi, bón nhiều quá nó bị lèn, nó bị lèn cái chất trồng á, nó bị tụ nước lại, nó lèn chất trồng là cây mai nó sẽ bị úng rễ thui rễ rồi đó. Rồi thì bây giờ em sẽ tiến hành là pha thực tế và tưới cho cô chú chị mình xem. Rồi đối với cái loại 501 10 15 10 này thì 10 lít nước, cứ mỗi thùng của em là 10 lít nước thì mình dùng lấy 5 muỗng nha, 5 muỗng là nó khoảng 5 đến 6 gram, 3 muỗng, 4 muỗng, 5 muỗng và một nắp kia, một nắp humic 322 thì cái này là một nắp nó tương đương với 10 c. Đó. Thì 7 ngày mình tưới một lần nha, với lại đặc biệt cái thời tiết bây giờ nó cái người ta dự báo năm nay là nó mưa nhiều quá cả nhà, nó ảnh hưởng hết El Nino là nó tới La Nina đó, là năm nay mưa nhiều quá, năm nay mưa nhiều thì mình canh cái ngày mà lúc mà mình nhắm nhắm mà thấy cả như trời nắng á, trời nắng không mưa kéo dài được khoảng chừng trên 6 tiếng á, ví dụ sáng mình dậy mình thấy là canh coi bộ sáng sáng không mưa, chắc khoảng chiều qua 4 giờ mới mưa á, thì buổi sáng mình tưới trong vòng khoảng chừng thời gian 5-6 tiếng không mưa thì trời nó quang đãng không mưa thì cây nó có thể hấp thụ được nha. Đây em tưới demo một thùng nha cả nhà. Em công việc cũng rất là nhiều nhưng mà thì cái cách này tưới này thì em thấy là nó tiết kiệm thời gian nhất có thể rồi, phân bón lá tan nhanh nè, pha sẵn vào cái thùng sách gì đi tưới, cứ vậy tưới là cách này là tiết kiệm thời gian nhất có thể. Cây mà lá nhiều gốc lớn thì mình tưới nhiều thôi, cái cách mình pha vào nó như nhau, nhưng mà cây nào mà nó lá nó nhiều thì nó giống thì nó cần cái lượng phân dinh dưỡng nhiều thì mình tưới cái mình tưới nhiều, còn cây ít cây nhỏ ít thì tưới ít. Còn về vấn đề xịt thuốc sâu thuốc bệnh, cô chú anh chị mình nhớ là cây mai nó có hai loại là sâu với bệnh. Sâu thì nó hút chích, còn bệnh là nó do nấm gây ra. Thì mình cứ phun đều đặn 15 ngày lần hoặc kỹ hơn 10 ngày lần. Mình phun trong mùa mưa này mình phun mình nên pha thêm cái hoạt lực á, hoặc là cái bám dính á, thì nó tăng hiệu quả của thuốc nha. Rồi em xin dừng clip tại đây. Thì hẹn gặp lại cả nhà mình trong cái clip tiếp theo.